Các bạn còn nhớ thiết bị đầu tiên của Apple mà các bạn được tiếp xúc là thiết bị nào? Ngoài iPhone ra nhé, bởi vì cái thời điểm mà iPhone ra mắt thì đúng là một cú nổ luôn. Nên là thôi, bỏ qua iPhone đi. Thì đối với mình, nó không phải là iPad, không phải là MacBook mà lại là thiết bị này, iMac. iMac thì lần đầu tiên mình được tiếp xúc khi mà mình đến nhà một người bác. Lúc đó thì mình nhớ nó khoảng năm 2011 thì phải. Người bác này có một cái iMac trông rất là đẹp, rất là xịn. Và mình cũng muốn kiểu tò mò mở lên dùng thử. Nhưng mà khi mà tìm xung quanh cái máy này thì lại không thấy cây máy tính ở đâu cả. Bởi vì hồi đấy mình mới chỉ biết đến máy Win thôi, là phải có cây, phải có màn đúng không? Nhưng mà tìm cây mãi không thấy đâu. Thế là xong loay hoay một hồi thì ông bác mới bảo là đây là cái máy All-in-One. Thì là mình sẽ phải bấm nút đằng sau là được, không cần phải tìm cây. Thì lúc đó mình rất là ấn tượng với cả cái máy này. Và không biết là tại sao người ta có thể làm được một cái máy xịn như thế. Và mình nghĩ cũng có rất nhiều người lúc mới đầu được nhìn thấy chiếc máy All-in-One này cũng cảm thấy rất là hay. Vậy thì iMac bây giờ, một cái sản phẩm rất thú vị của Apple, nó đang ở đâu ở trên thị trường? Thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video này nhé. Đã 25 năm kể từ ngày đầu tiên một thiết bị iMac được ra đời. Vào năm 1998 thì khi iMac được ra đời, đây là một cái cú hích rất là lớn và nó cũng làm bùng nổ ở trên thị trường máy tính luôn. Thời đó thì ai cũng đã quen với cả cái máy cây, máy Windows rồi và ai cũng đã biết đến một cái thiết kế phải có cây, phải có màn và bàn phím và chuột ngoài. Nhưng đến khi iMac được ra mắt thì đây lại là một cái sự gọi là bùng nổ luôn. Ngoài cái việc rất nhiều màu sắc, màu mè ra và trông nó cứ như kiểu một cái cục kẹo gôm á, nó hơi trong suốt ở đằng sau, thì cái việc mà một cái cây máy tính nó nằm ngay ở trong một cái màn hình cũng đã làm cái gì đấy nó rất thú vị rồi. Và thời điểm này cũng có nhiều các cái trang báo đưa tin và cũng có nhiều các cái dự đoán tương lai về một chiếc iMac sẽ là một cái thiết bị máy tính tuyệt vời nhất. Ví dụ như là ông Ward Mossberg thì đã cho rằng thì iMac chính là tiêu chuẩn vàng của một máy tính để bàn. Ngoài ra thì các bài báo khác của Forbes cũng đã đánh giá rất cao về một chiếc iMac như vậy. Chiếc iMac đầu tiên thì sử dụng một chip PowerPC, sau đó thì được cải tiến và sử dụng chip Intel bên trong. Những cái mẫu iMac đầu tiên ban đầu chúng ta đã quen với cái hình dáng nó màu mè và nó rất là to, giống như kiểu cái TV thùng ngày xưa á. Nhưng về sau, vào cái giai đoạn thời điểm khoảng 2007 đến 2011 thì thiết kế nó đã được làm mới lại. Nó sẽ giống như một cái TV màn hình phẳng bây giờ hơn. Và đó, cái thời điểm đó cũng là bắt đầu một cái xu thế TV màn hình phẳng ở thời điểm đó luôn. Về sau thì các thiết kế của iMac càng ngày càng được làm mỏng đi và các cái phần vát cạnh nó cũng nhỏ và sắc nhọn đi. Nó cũng mang lại cái sự tinh tế nhiều hơn. Cùng với đó lại còn có thêm cái chất liệu đó là full nhôm ở trên máy, cũng làm cho máy có cái sự sang trọng nhất định luôn. Cải tiến về bên ngoài là như vậy, còn bên trong thì sao? Như ban nãy mình đã nói về con chip thì từ G3 họ đã chuyển sang sử dụng những con chip Intel ở các thế hệ sau. Cùng với đó, nâng cấp hơn về màn hình. Màn hình có những cỡ khác nhau như là 21.5 inch này hay là 27 inch. Cùng với đó đi kèm với độ phân giải 4K và 5K, hỗ trợ rất tốt cho những người làm những công việc về hình ảnh. Và ngoài ra cũng mang lại cái chất lượng giải trí hay là làm việc nó cũng cực kỳ cao luôn cho những người làm văn phòng hoặc là những người có cái tính làm việc chuyên nghiệp hơn nhiều. Các thế hệ chip như là i5, i7, i9 và thậm chí có ở chip Xeon ở bên trong. Những con chip này luôn được cải tiến ở bên trong và mang lại những cái sức mạnh vô cùng lớn dành cho iMac, nhất là chip Xeon nhá. Và cái chip Xeon này mình nhớ là nó nằm trên một con iMac Pro, một cái con mà nó có full đen như thế này này, đó. Nhưng mà về sau thì Apple cũng không làm cái chip đó nữa, bởi vì về sau chúng ta đã có iMac M1 và bây giờ là iMac M3. Những con chip do Apple tự làm thuộc Apple Silicon, màu sắc cũng đã thay đổi đi nhiều. Nó không còn mang cái tính gọi là sang trọng quá nữa mà sẽ mang đến cái sự hiện đại và trẻ trung hơn. Nói về iMac thì các bạn nghĩ về gì ạ? Một thiết bị máy tính đầy đủ tất cả mọi thứ, có màn hình này, có cây máy tính này, có loa, có mic, có can. Và ngoài ra khi mà các bạn mua một cái combo mới ở bên trong sẵn nó sẽ tặng luôn cả bàn phím và chuột. Tức là khi mà các bạn đã chọn một cái iMac thì không phải lo bất kỳ vấn đề gì về cái việc mà chúng ta phải mua thêm thiết bị ngoại vi ở bên ngoài. Và ngoài ra nếu như các bạn dùng các chiếc máy iMac đời Intel thì đằng sau các cổng kết nối cũng rất là đầy đủ. Có Thunderbolt, có USB-C, có cả USB-A, có cả dây mạng và có đầy đủ luôn, chung là đầy đủ các cổng cắm. Nhưng mà về sau đến cả cái thời iMac M1 với cả iMac M3 mới ra thì Apple rất hút máu. Bây giờ chúng ta chỉ có Thunderbolt và Type-C mà thôi và sẽ phải mua hấp chuyển ở bên ngoài. Nhưng mà nói gì thì nói thì đây cũng là một cái thiết bị mà có thể đáp ứng được rất nhiều đối tượng khác nhau. Màn hình đẹp để cho những người làm ảnh, làm phim, làm những hình ảnh về đồ họa chẳng hạn. Hay là về cái hiệu năng của nó cũng rất là vừa đủ. Có những cái cấu hình i5 hoặc là i7 hoặc thậm chí là M1 bây giờ đáp ứng được cho cả văn phòng, đồ họa bán chuyên. Và âm thanh loa của nó cũng rất tốt và có thể làm được cho những công việc về làm nhạc chẳng hạn.
Mặc dù mà nếu mà để làm nhạc thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ chọn thêm loa ngoài thôi, bởi vì loa chiếc này có hay nhưng mà không phải đến mức gọi là xuất sắc ở trong thế giới loa. Rất nhiều điểm hay như thế, nhưng mà tại sao iMac bây giờ mình đang nhìn thấy nhá, là nó không còn giữ được cái vị trí gọi là có thể tiếp xúc được đến nhiều đối tượng nữa, mà bây giờ nó đã thu hẹp dần lại ở trong một vài môi trường nhất định thôi, nhất là ở trong văn phòng và môi trường trường học. Nhất là trường học nhá, thì mới đây cũng có một trường VinSchool, họ cũng đã mua ở Mark 1 rất là nhiều máy iMac M1. Ngoài ra còn các trường khác nữa, có thể là không phải ở bên mình, nhưng mà cũng họ cũng có trang bị iMac. Ví dụ như là trường RMIT này có trang bị iMac gọi là tiên phong luôn, họ có rất nhiều iMac. Có trường Thăng Long này, mới đây các bạn cũng đã biết Thăng Long trang bị rất nhiều iMac M1 và vô cùng đẹp luôn. Và ngoài ra bắt đầu cũng có nhiều trường hơn trang bị iMac ở bên trong. Như vậy thì đấy, kể ra những cái đối tượng nổi bật như vậy thì chúng ta thấy thì đa phần là trường học thôi, hoặc là các cái văn phòng. Chứ còn bây giờ nếu mà để nói mà một văn phòng mà có một cái iMac ở bên trong thì bây giờ hiếm khi mà chúng ta thấy một iMac mới để mà làm đồ họa chuyên nghiệp hay là làm nhạc lắm. Bởi vì là ngày xưa thì có nhá, ngày xưa những cái iMac Intel thì có, nhưng mà bây giờ thì gần như là không. Bởi vì sao? Thì đây sẽ là lý do tiếp theo. Nếu như các bạn chưa quên thì ngoài iMac là một máy tính để bàn ra thì Apple cũng có các máy tính cây nữa. Mac Mini, Mac Studio, Mac Pro. Đây cũng là những sản phẩm máy cây vô cùng mạnh mẽ và có những cái điểm mạnh riêng của các sản phẩm này. Mình sẽ nói chung một chút về các máy cây này nhá. Các máy cây của Apple thì có rất nhiều và gần như là đầy đủ luôn các cổng cắm, các cổng kết nối các thiết bị ngoại vi bên ngoài cho các bạn. Tức là các bạn có thể là xuất màn hình ra ngoài rất là nhiều với cả những cái thiết bị máy cây như thế. Hoặc là các bạn có thể là cắm thêm các ổ cứng này, cắm thêm các thiết bị ngoài, rất là dễ và rất đầy đủ. Đến bây giờ khi mà iMac M1 ra, chúng ta chỉ còn cổng Thunderbolt và cổng USB-C thôi. Như vậy thì cũng rất là hạn chế về cái việc mà cắm các thiết bị khác vào. Nó cũng là một cái điểm trở ngại mà người dùng cũng hơi quan ngại một chút ở trong cái việc mà lựa chọn iMac. Dẫu cho biết rằng là iMac có một cái màn hình rất đẹp và bây giờ cũng như vậy, màn hình đã lên là 4.5K. Tuy nhiên, các cái cỡ màn hình thì người dùng mỗi người một kiểu, không phải ai cũng có thể dùng chung một cái form màn hình là 24 inch như thế này. Có thể là các bạn có thể chọn máy cũ là 21.5 hoặc là 27 inch, nhưng mà chỉ với 3 size màn hình như thế thì không phải ai cũng đáp ứng được. Và chưa kể về cái việc mà xuất màn hình ngoài ra thì họ cần một cái sự tương đồng rõ rệt hơn. Nếu như các bạn chọn một cái chiếc iMac như thế này, 4.5K màn hình Retina, mà các bạn cắm thêm một cái màn hình ở bên ngoài nữa thì chưa chắc cái màn hình ngoài này nó đã có cái màu sắc chuẩn như là iMac, và cũng chưa chắc là cái tần số quét nó cũng có thể là hợp lý với cả cái iMac như thế này. Vậy nên nếu như mà các bạn muốn là sử dụng nhiều màn hình và đa tác vụ thì chọn một cái iMac gần như là có vẻ là không hợp lý cho lắm. Đó là về việc mà chúng ta xuất màn hình ngoài, chúng ta chọn sai màn hình và gọi là các cái kết nối bên ngoài đi. Còn bây giờ nếu mà nói về bên trong thì sao? Những cái sức mạnh ở bên trong, ngày xưa chúng ta sử dụng chip Intel có i7, i9 hay là cả chip Xeon, thì nếu như các bạn nào mà đã trải nghiệm máy này thì thôi, nó kinh khủng luôn, nó nóng vô cùng. Có quạt ở bên trong đấy, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không phải là một cái gì để có thể gánh được cái sức mạnh của những con chip kia. Và nó nóng đến mức mà có thể cảm tưởng như là kiểu bạn đang có một cái lò nhưng mà để nó ở cái phương thẳng đứng á. Nó nóng vô cùng. Chính vì vậy nó cũng không thể là đáp ứng được hết cái sức mạnh của một con chip ở bên trong. Và nếu mà bạn là một đối tượng làm việc với những công việc có hiệu suất rất cao và làm liên tục trong thời gian dài, thì gần như iMac bây giờ có vẻ như là hơi bị gọi là cá đuối ở trong thị trường bây giờ. Vậy nên là mọi người đã có xu thế là chuyển sang dùng máy cây nhiều hơn. Những cái máy cây của Apple, ví dụ như Mac Mini hay là kể cả Mac Studio luôn, nó to, nó có dày, nhưng mà nó cũng chỉ là một cái cục vuông để ở đây thôi. Nó không là quá tốn diện tích mà hiệu năng cho ra lại vô cùng cao, lại còn tùy chỉnh được nhiều cấu hình nữa. Vậy thì tại sao mà họ không lựa chọn những máy cây bên ngoài? Và Apple cũng có vẻ là nhìn thấy điều này. Ta phải bán một thiết bị máy tính cho người dùng mà có cả màn hình, có cả hệ thống xử lý, có cả bàn phím, có cả chuột, mà lại có 30 triệu à? Chưa đủ hút máu. Các ngươi phải làm cho ta một cái máy tính cây thật mạnh mẽ, một cái màn hình siêu đẹp, một cái bàn phím có vân tay và một con chuột có tính năng sạc như để cho người dùng có thể mua thêm và ta sẽ hút máu được nhiều hơn. Và rồi như thế, người dùng cũng có thể cá nhân hóa được về cấu hình bên trong và cũng có thể cá nhân hóa được hơn về góc làm việc của họ, tùy chỉnh màn hình, tùy chỉnh phím. Như vậy thì người dùng cũng có lợi và Apple cũng doanh thu cao hơn khi mà có thể bán được thêm những màn hình bên ngoài, Studio Display, XDR Display, hay là chọn thêm các cấu hình mạnh hơn ở cho Mac Studio hay là Mac Pro, hoặc thậm chí là Mac Mini luôn. Điều này các bạn cũng có thể nhìn thấy được qua sự kiện Scary Fast vừa rồi của Apple, khi mà iMac M3 ra mắt, không có bất kỳ một sự khác biệt nào ngoài con chip ở bên trong cả, ngoại hình vẫn vậy.
không có bất kỳ sự thay đổi nào hết. Vậy thì ý kiến của các bạn như thế nào và quan điểm các bạn như thế nào về iMac thời điểm hiện tại trên thị trường, và liệu các bạn nếu lựa chọn một cái máy cây thì các bạn sẽ chọn iMac hay là chọn thêm các thiết bị bên ngoài, Mac Studio, Mac Mini, Mac Pro và chọn thêm màn hình nữa? Hãy để lại ý kiến bên dưới comment nhé. Còn nếu thấy video này hay, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mac One để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.